với ta. Ngày nay có khách nào mà tới nhà Bảy Sơn này thì đừng có xem thường nhá. À, đúng rồi, vào thịt cái con gà để cho nó kịp giờ đón khách chứ. Đón khách. Ông Sơn ơi, ông Sơn, cái ông này tết nhất đến nơi rồi mà đi đâu vánh teo vậy cả. Ai chà, cái gì đây? Tivi đa hệ. Xoan la quên, salon. Đâu mà thổi ra thế này? Trúng số à? Chắc là trúng số rồi. Cái ông này nghèo rớt màu tơi, tiền đâu mà sắm xanh toàn đồ xịn này. Ê, trúng số mà không chịu báo cho thôn biết. Ông Sơn! Có đây! Chào ông trưởng thôn. Xin lỗi. Ông làm gì ở sau bếp? Tôi thịt cái con gà để đón khách đấy mà. Thịt gà? Ừ. Đón khách? Ừ. Biết ngay mà. Này, ông mời cá thôn chứ. Làm gì mà mời cả thôn? Ông làm như tôi giàu có lắm vậy. Còn phải chối. Bây giờ ở cái làng này ai giàu hơn ông Bảy Sơn? Ông trưởng thôn nói khía dân rồi. Khía gì? Nói cá sách mắt cá trứng nha. Cái gì? Trúng số cặp hay số lẻ? Tôi hiểu rồi. Tôi mượn đó mà. Cái gì? Ông mượn à? Ông ngồi đây tôi trình bày. Này nha. Cái bộ son la này là tôi mượn của cái thằng cha Bảy Điếc. Còn cái tivi này là của cái con mẹ Sâu Lúng ấy mà. Ông mượn về ăn tết à? Chiều cá chứ ăn tết cái nỗi gì? Mượn chiều cá? Cho sao? Ông nói tôi chả hiểu gì cả. Làm sao mà ông hiểu cho được? Này nhớ chẳng là thằng Phúc nhà tôi nó mới nhận về ngày nay đón khách, nên tôi phải tính toán chu tất để nó yên tâm. Nó mở mặt mở mày, mình ở quê cũng khá đủ đầy, chẳng kém gì đô thị phồn hoa. Nhưng khách ăn thế nào mà thấy giả giàu sang? Ông nói rõ ràng cụ thể tôi nghe. Vị khách này là khách xịn khách sang, người yêu thằng Phúc là con dâu cái nhà này, thế cho nên hãy tiếp đón cho đường hoàng. Tôi hiểu rồi. Ông nói vậy có nghĩa là người yêu thành Phúc con trai ông hôm nay từ thành phố để về thăm cho biết nhà. Phải. Xem ông chuẩn bị tết nhất thế nào. Chứ sao? Cho nên ông đi mượn đồ chất thật xịn về trang hoàng nhà cửa cho tỏ ra cho nó oát. Đúng thế. Sau khi khách đi rồi, ông lại lục đục cõng đồ đi trả. Thì cống đi trả cho người ta chứ không lý đen tất luôn sao được? Không được, ông phải trả ngay bây giờ. Sao? Phải trả ngay bây giờ à? Nhưng mà tôi chưa đón khách mà. Ông sẽ đón khách ngay bây giờ. Sao? Tôi đón khách ngay bây giờ. Chứ sao? Này, ông nói gì mà tôi chả hiểu gì cả. Này, đội xóa đói giảm nghèo hôm nay sẽ về làng mình đó. Thì đội xóa đói giảm nghèo về làng mình thì có ảnh hưởng gì đến tôi nào? Sao lại không ảnh hưởng? Đội xóa đói về làng mình là để kiểm tra xem làng mình nghèo đói thế nào, chuẩn bị tết nhất ra sao để họ trợ cấp. Mà theo báo cáo của thôn gửi lên
thì họ sẽ về kiểm tra cụ thể nhà ông thế mới chết chứ. Cụ thể nhà ông. Tôi hiểu rồi. À thì cũng giống như cái đội kế hoạch hóa gia đình về hôm đầu năm là cùng chứ gì. Trời ơi sao lại giống như. Này. Đội xóa đói giảm nghèo về đây. Ờ. Là cả thôn mình phải kêu nghèo, kêu khổ, ông rõ chưa? Cả thôn mình phải kêu nghèo, kêu khổ. Chứ nghèo thiệt rồi chứ còn kêu ca cái gì nữa. Nghèo thế chưa đủ mà phải nghèo, phải khổ hơn cái nghèo đang có. Vậy nên đồ đạc ông phải trả ngay, trở lên trên dưới biển bày lung tung. Không phải nhớ một cùng tháng nghèo, tháng khổ ta từng kêu lên, có thế mới được ghi tên tốt ngày tờ sắp ưu tiên. Nhanh lên nhà trước nhà sau, cái nghèo cái khổ mau mau ông trả. Ê không được, tôi chưa đóng dâu tôi mà trả có được. Trời ơi khách bên dâu ông thì nhầm nhò gì, không nhầm nhò này mới là quan trọng. Chuyện giá nghèo giá khổ là việc lớn của thôn ông rõ chưa? Khổ quá. Sao khổ? Trời ơi hơi đâu mà lo việc người ta, chuyện riêng tôi tính chuyện nhà tôi lo. Ông nên thấu hiểu giùm cho, giàu nghèo khinh trọng so đo cho rõ ràng. Dâu tôi nó đang sắp về làng, nhà tôi sau trước phải đường hoàng, ông hiểu không? Giá dầu tôi đã làm xong lời ông đề nghị, tôi không có bằng lòng. Này, ông Sơn, ông nói thế là không hết. Không bằng lòng ông cũng phải bằng lòng. Một nhà phải phục tùng mọi nhà phải phục tùng nhà nước, ông hiểu không? Ông phải có quan điểm chính trị chứ. Tôi lo chuyện nhà tôi thôi. Còn ông á, ông đi lo cho mọi nhà đi. Này, ông Sơn, thế thì không hết. Tôi đi lo mọi nhà là tất nhiên rồi. Nhưng... À đúng rồi, mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình chứ. Ông Sơn, đội xóa đói giảm nghèo đã sắp đến nơi, sao ông chẳng chịu nghe tôi một lần? Chuyện xa cho tới chuyện gần tối đây, vất vả táo thần vì thôn. Tôi nhắc lại, có nghèo có khổ mới có trợ cấp, ông rõ không? Có trợ cấp ta mới mong sớm hồn phấn cảnh lòng mê đông. Khổ nghèo lời tôi ông phải nghe theo, nếu ông làm hắn thì ông kèo cả thôn. Ông nên suy nghĩ thiệt hơn, thời cơ chốt lấy kéo bà con thiệt thôi. Ông Sơn, ông không có ý thức tập thể gì cả. Sao? Ông nói tôi không có ý thức tập thể à? Năm xưa ông chủ nhiệm bảo nuôi cá, chúng tôi đào ruộng thành ao. Năm ngoái ông lại bảo làm công nghiệp, chúng tôi lại lấp hồ ao để xây dựng xưởng máy. Năm nay ông lại bảo phát triển buôn bán, chúng tôi biến các xưởng máy thành quán xá buôn bán đây thôi. Mở đây các ông lại bảo phát triển ngành thủ công mỹ nghệ, tôi đã cho thằng con trai tôi lên tận thành phố học nghề chạm khắc đá. Chả nhẽ như thế không có ý kiến tập thể, không có ý thức tập thể sao? Ông Sơn, mình còn sống thì còn làm cách mạng mà ông Sơn. Tôi hiểu, nhưng ông trưởng thôn,
xin ông hãy hiểu cho lòng tôi. Ông biết đấy, mẹ Thành Phúc đã chết từ lâu, một mình tôi sớm hôm tầng tao. Cảnh gà trống nuôi con râu cháo qua ngày. Bước lên nghèo khổ đắng cay, con tôi cũng đã từng ngày nó lớn khôn. Những cây nghèo cái khổ nó dập dồn, phận cha thì cam chịu, phận con tôi lầm. Đang ly ra con tôi có gia đình từ lâu, nhưng ông biết đấy, cô nào ân chịu nó đâu, vì họ che nhà tôi nghèo. Tôi nghèo ông có hiểu không, nên tuổi 40 nhân dân trước sau có một mình. Hôm nay bỗng bất thình lình, xuân về Tết đến nó đủ mình đủ đôi cây khô. Giờ đã đâm chồi phía tây, mặt trời đã mọc rồi ông hiểu không. Nàng dâu tôi đợi tôi mong, vì thôn mà con tôi mất vợ thì tôi không có thể làm. Kìa, ông Sơn. Đợi phước trời chờ mãi mới có một con bé ngốc nghếch tự đem hoa đến cắm bãi phân trâu. Làm như thế là tôi không làm được. Ông trưởng thôn, tôi xin ông. Kìa, ông Sơn, ông đứng dậy đi. Tôi biết ông làm trưởng thôn khổ lắm, nghèo khổ cũng tới tìm ông, chia ruộng đất cũng tới tìm ông, rồi là vợ chồng đánh nhau cũng tới tìm ông, thậm chí bỏ ăn lúa cũng tìm ông. Tôi thật không xứng đáng làm trưởng thôn. Tôi có lỗi với mọi người. Tôi không làm cho bà con giàu lên được. Năm nào nhà nước cũng phải cứu trợ, nhưng đội xóa đói giảm nghèo về đây cũng là việc lớn của thôn. Ông Sơn, Tết đến rồi, bà con mình phải có cái gì chứ ông Sơn? Tôi nghĩ ra rồi. Ông Sơn ơi, tôi nghĩ ra rồi. Ông nghĩ sao? Chúng ta phải dùng phương pháp bắt cá hai tay ông Sơn ạ. Bắt cá hai tay? Ơi, nghĩa là làm sao? Nghĩa là ta phải thông minh dùng hai mà phương án. Hai phương án sao? Ông phải giàu khi có ngàn dâu, lúc ông nghèo là khi họ đến. Tôi tính rõ ràng ông thấy được không? Hai tay bắt cá ta lưỡi cả đôi đàn, chung riêng đều đạt ông an tâm vững lòng. À, ông nói vậy là có nghĩa là... Nghĩa là... Ôi, ông mời, ông ngồi. Ê... Nàng dâu tôi khi nó đến đây, nhà tôi sau trước phải đủ đầy như ai. Đúng rồi. Áo quần chân diễm bành bay, cách đi cách nói mới ra ngoài. Người dâu. À đúng rồi. Còn khi đón đổi giảm nghèo, phải than, phải thở, phải nghèo, phải nghèo ta. Đúng rồi. Thế cũng được. Được quá đi chứ. Thế nhé. Ừ. Thế là chúng ta dùng phương pháp bắt cá hai tay. À. Lợi cá đôi đàn. Ừ. Thế nhé. Ừ. Thế ông chuẩn bị. Nhé. Ừ, tôi chuẩn bị. Ừ. Thế nhé. À. Nhất trí ông Sơn chứ. À. Thôi ông vào làm gà đi. Ừ. Thế ông Sơn chứ. Thế nhé. Dùng phương pháp bắt cá hai tay. Ơ, khoan. Chuyện gì nữa? Ừ. Nhưng mà ông có biết khách nào tới trước để tôi biết mà tôi còn chuẩn bị chứ? Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ lên ủy ban xã. Ừ. Để hỏi giờ giấc cụ thể. Ừ.
phần ông cứ chuẩn bị sẵn hai phương án. À, được chưa nào? Được, chuẩn bị sẵn hai phương án rồi. Thế nên ừ. Thôi vào là à, tất cả. Ông về nhớ hơi khói cái gì cho tôi tâm, nha. An tâm, an tâm, đây là trách nhiệm của tôi mà. Ờ, thế nha. À, ông đi nghe. À, ê, mà khoan đã. Khoan hò gì nữa? Nhỡ ra cái đội xóa đói giảm nghèo đến cùng lúc với con dâu tôi thì sao? Ừ nhỉ, trường hợp này tôi không nghĩ tới. Ủa đúng rồi. Nhưng mà đến cùng một lúc thì ít khả năng lắm. Ừ. Chỉ sợ là mình xui xẻo lắm thôi. Chỉ sợ là mình đoán nhầm. Ừ. Ừ. Thôi được rồi, tôi tính thế này. Bây giờ tôi về. Ừ. Ông ra đóng cổng. Đóng cửa gì? À, đóng cổng. Khách nào tới gõ cốc, ông hỏi ai đó. Nếu mà họ nói rằng khách xóa đói giảm nghèo thì mình phải giả giàu giả có. Thế thì không biết. Quả chứ con dâu mới giả giàu chứ. À, lắm con. Nhớ không? Đội xóa đói giảm nghèo đến thì mình giá nghèo. Ừ, nhớ không? À, đạo này là ông lắm cấm lắm. Ừ. Thế nha. Ừ. Ốc giáp chưa? Ờ, ốc giáp á. Ừ. Ừ. Thế nha. Hôn về hử? Chuẩn bị nha, đừng có lắm cấm nha. Ờ. Này. À, hả? Đóng cổng. À. Nhớ nha, dạo này ông lắm cấm lắm nha, ông Sơn nha. Ừ. Ông mà lắm cấm là ông làm hỏng việc lớn của tôi là chết. Nha ông Sơn. Ừ, ông đi về đi. Ở đây đóng cổng. Thì ông đi rồi tôi đóng cổng. Đi. Đóng cổng Sơn ơi. Ơi, ơi con dâu nó tới á thì mình phải giá nghèo giá khổ. Mà lộn. Con dâu nó tới thì phải giá giàu giá có chứ. Ơi, giàu nghèo, nghèo giàu. Ôi giời. Sao mà nó lẫn lộn nó rắc rối dữ vậy không biết. Chà. Ai lại đón khách mà đóng cổng lại bao giờ? Ai đó? Bác ơi, mở cửa cho cháu vào với. Tiếng con gái. Con dâu tôi nó tới rồi, con dâu tới rồi. À, mở cửa, mở cổng. À, đây. À, lộn, bác. À, bác mở cổng đây. Ê, dạ. Dạ, con chào bác ạ. Vào. Ừ. À, vào. Cháu. Ừ. À, cô là... Dạ, cháu là người của đội xóa đói giảm nghèo ạ. À. Cô là người của đội xóa đói giảm nghèo. Dạ. Trời ơi, vậy mà tôi cứ tưởng... Thôi. Ê, cô ơi, cô ra ngoài chờ tôi một lát. Bác, cháu có chuyện. Có chuyện gì, cô cũng ra kìa, ngoài. Bác. Ra ngoài chờ đợi một lát nhá. Đợi một lát nhá. Trời ơi, ông trưởng thôn bảo là đội xóa đói giảm nghèo tới thì mình phải giá nghèo giá khổ chứ. Đứng đó mà đợi để lão già này giá nghèo giá khổ cái đã chứ. Đây rồi, nó đây rồi. Con dâu của bác đây mà. Hả? Con dâu tới hả? Con dâu tôi nó tới rồi. Mở cửa. Được rồi. Vào. Dạ. Ê, dạ. Dạ. Nghe cô
Cô nói cô là người ở đội xóa đói giảm nghèo. Dạ. Là tôi ra tôi mở cổng mời vào nhà ngay. Mời cô ngồi. Ê, cô ngồi. Dạ. Cô ngồi. Mà, ủa? Mà khoan đã. Sao vậy bác? Dạ. Ngồi qua đây chỗ đây. Đây. Cô thấy đây. Nhà tôi nghèo sắc nghèo sơ. Một đời vất vả vẫn trơ phần. Lên thôi, tôi phải làm theo. Dạ, làm gì ạ? Đúng rồi. Lệnh đón từ tế khi đội nghèo đến đây. Đây cô thấy đây, cô thấy đây. Trước sau trên dưới nhà này, đến nỗi không có cái ghế đẩu cho cô ngồi. Cảnh nghèo cô thấy nắng cay, ôi quá chừng đó đây. Rộng là đón sừng, tất niên tổng kết tưng bừng là khắp nơi. Thôn này nghèo rất mong ở tới. Xuân về Tết đến buồn ơi là buồn. Dạ, việc này cháu cũng có biết ạ. Cô... Thôi, bác cứ để cháu ngồi đây cũng được ạ. Ai ngồi... nhưng mà... Dạ. Nhưng mà không được. Nhưng đây là salon cơ mà bác. Salon cái gì? Ê, toàn là... là vải... vải cá đấy mà. Thế bên dưới tấm vải này là cái gì ạ? Là cái... là cái mặt đất. Vậy... bên trong cái thùng giấy này là gì vậy bác? Là cái bên trong. Bác ơi, bác vừa bảo hôm nay con dâu bác sẽ về thăm nhà phải không ạ? À? Đúng thế. Tôi chờ mãi hồi sáng giờ mà cũng chưa thấy nó về đây. Bác ơi, nhà bác đến một chiếc ghế ngồi cũng không có. Liệu cô ấy có bằng lòng lấy con trai của bác không ạ? À? Chính vì thế mà tôi mới... Mới làm sao ạ? À? Mới mà ông trưởng thôn báo hôm nay có đội xóa đói giảm nghèo về đây làm tôi lẫn lộn. Phen này thì cái việc cưới xin của thằng con trai tôi kể như đi tuốt. Dạ, đội xóa đói thì có liên quan gì đến con dâu của bác ạ? À? Liên quan quá đi chứ. Mà ông trưởng thôn ông bảo tôi giả... Phải giả nghèo, giả khổ hơn những lúc bình thường phải không ạ bác? Ủa? Sao cô biết? Thì ra là vậy. Bác giả giàu để đón con dâu. Ông trưởng thôn bảo bác giả nghèo để được trợ cấp. Thật làm khổ cho bác quá. Khổ lắm cô ơi. Bác ơi, nói vậy chứ nếu mà con dâu của bác biết được hoàn cảnh gia đình bác nghèo như thế này chắc cũng... Cũng sao cô? Dạ chắc cũng không chê bai gì đâu bác ạ. Cô nói vậy chứ thời đại bây giờ nếu con dâu tôi mà nó về nó thấy nhà cửa nghèo khổ thế này thì chắc là nó quay lưng nó đi thôi. Bác ơi, cô ấy yêu con trai bác là yêu từ trái tim chứ đâu phải từ vật chất ạ. Ôi, cô tốt quá. Giá mà con dâu tôi nó được như cô thì... Ông Sơn ơi! Ông Sơn! Ông Sơn! Ông Sơn! Ông an tâm nhé, ông an tâm nhé. Tôi vừa mới lên ủy ban mà hỏi rõ. Họ bao rồi vừa dắt cái tịch xài. Tội xoa đôi cùng này mới đến. Ông cứ giả giàu để đón con dâu. Vậy hai phương án ta thật như dễ dàng. Bên chiều bên sáng không có lo. Không lo cũng giờ. Dạ, cháu chào bác ạ. Ông Sơn, con dâu ông về rồi ạ. À.
Dạ, bác đây là... Bác là... cháu ngồi. Thôi chết, ông Sơn, ông nhầm lẫn cả rồi. Tôi đã bảo ông con dâu về là ông phải giả giàu có kia mà. Ông giả nghèo làm chi kia chứ. Khoan! Khoan cái gì? Đã đến lúc ông phải ra vẻ giàu có rồi. Ý khoan! Ông về tôi nói cái đã. Con dâu ông về rồi mà. Trời. Cháu à? Dạ. Thôi thì nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Vừa rồi nhận điện của trên, hôm nay đội xóa đói về thôn của mình. Chính đã tụ thế ra để nắm thực tế tình hình ra sao. Thôn này nghèo tí lệ cao, nhưng còn tháng thở kêu gào hơn lên. Kêu gào để làm gì à bác? Còn làm gì nữa? Có thể các chị sắp lên mới góp hàng tờ cấp nhiều hơn mỗi lần. Cháu à, dạ. Nói thật với cháu, Tết đến rồi, nhưng mà thôn này... Ông im đi. Thôi thôi, đúng rồi, ông cứ im, yên tâm. Cháu à, dạ. Chú chỉ nói đùa thôi. Cháu ngồi. Ngồi cháu. Nói vậy chứ thôn này làm ăn cũng thấm khá lắm, không đến nỗi đâu, cũng khá giả lắm. Nhà ông Sơn cháu thấy không, salon này, tivi này, 3-4 cái máy giặt, 5-6 cái tủ lạnh ở phía sau á. Cháu thỏa lòng làm dâu ông Sơn chứ. Ôi, ông có im đi được không? Sao im? Thế bây giờ ông muốn tôi nói ông giàu hay nghèo thì báo. Trời ơi, ông nói lung tung hỏng hết rồi. Sao lung tung? Ông Sơn, ông đừng xem thường trưởng thôn nhé. Thôi được, tôi không nói nữa. Con dâu ông về rồi. Chiều nay đội xóa đói giảm nghèo sẽ về đây kiểm tra nhà ông. Ông khuyên ba cái thứ ông mượn này, ông trả người ta ngay tức khắc. Ông trả lại bộ mặt nghèo khó truyền thống của thôn ta. Đây là lệnh của trưởng thôn. Khoan! Đội xóa đói giảm nghèo đã về rồi. Đội xóa đói giảm nghèo đã về rồi à? Dạ thưa bác, bác là trưởng thôn ạ. Báo cáo cô, tôi là trưởng thôn Tần Dinh Cà. Dạ. Cô ơi, cô ở đội xóa... nhưng mà tôi nhầm, xin lỗi cô. Dạ, cháu đã hiểu được những suy nghĩ của bác ạ. Cô ơi, dạ. Sao xã báo là đội xóa đói chiều nay mới về mà? Dạ, cháu về trước. Thế à? Dạ. Thế... tôi đại biểu nhân dân cả thôn già trẻ gái trai hôn lên cô. À cô ngồi, cô ngồi. Dạ. Ông Sơn rót nước. Trời ơi sao rót nước xuống. Cô uống nước cô. Dạ cháu mời hai bác ạ. Mời cô. Đây có phải là loại đá nam ngọc làm thành không ạ? Đúng thế cô ạ. Tạc thô, mẫu mã xấu quá. Bà con nông dân chúng tôi tay chân vụng về, cho nên không làm được các mặt hàng tinh tế. Khách nước ngoài đến tham quan họ chê là thiếu tính cái gì? À đúng rồi, thiếu tính nghệ thuật. Cho nên làm xong là nhà nào cũng cất đầy, chẳng có ma nào hỏi mua hết cô. Thế là đem ra ăn cơm uống nước tắt. Làng tôi là thừa thợ nhưng mà thiếu thầy cô ạ. Dạ, cháu hiểu. Lần này cháu về là để nắm bắt tình hình. Ăn Tết xong, cháu sẽ giúp bà con làng mình đầu tư hàng này thành hàng mỹ nghệ đó bác ạ. Cô nói thế chứ ai chịu về cái thôn nghèo này để làm thầy dạy hả cô? Dạ thưa bác, là cháu đây ạ. Là cô? Dạ, cháu là sinh viên trường mỹ thuật, vừa tốt nghiệp khoa điêu khắc ạ. Ông Sơn, mới tốt nghiệp khoa điêu khắc. Dạ thưa hai bác, xuân về Tết đã đến nơi, thay mặt đội xóa đói xin có lời đồng viên. Làng mình sẽ được ưu tiên nhận hàng trợ cấp bác viên chiều nay. Tuy chưa thật sự đủ đầy những nghĩa tình cảm,
nào ngay người lòng. Tôi biết cô à, dân ủng hộ người nghèo là truyền thống của dân tộc ta. Dạ, dạ thưa hai bác. Ăn Tết xong ta cùng vực làng nghề, đầu tư mẫu mã mọi bề tinh ngay. Hàng được sản xuất nơi đây phải được quảng bá đông tây mọi miền. Bà con chung ý đồng lòng, tâm đầu ý hợp, ta cùng dân tới. Đúng rồi cô. Chúng ta không thể ngồi mãi trên đống vàng mà cứ chịu nghèo đó như thế này, vô lý quá đi ạ. Ôi, thật là quý. Thật là sáng ơi, sáng lòng. À, con gái ở thành phố có khác, hiếu rộng biết cao ông nhỉ. Hiện nay đất nước ta đang ra sức đổi mới, nhà nhà đều thi đua làm giàu, thùng mình có đá quý. Vấn đề khai thác lại thuận lợi, ta phải biết dựa vào những điều kiện thuận lợi đó làm một cách bài bản, khoa học. Cháu tin một ngày không xa, thôn mình sẽ giàu có đấy hai bác ạ. Đúng quá. Cô à, dạ. Chừng ấy thôn này dứt khoát sẽ giàu thật rồi. Đúng. Chứ không phải giá giàu như bây giờ nữa. Dạ. Phải không cô? Dạ. Hai bác chờ cháu một tí ạ. Ừ. Dạ, đây là chiếc áo mới. Cháu xin biếu bác, để Tết còn đi chúc xuân bạn bè ạ. Bác cứ cầm đi ạ. Đội xóa đói giảm nghèo đã có lòng thì ông cứ mặc thử vào đi. À thôi, để tết mặc đi. Tốt gì, già cả rồi mà tết mặc, rồi còn đón nàng dâu hôm nay về đấy, mặc cho ướt thử mặc. Mặc thử đi ông, bác. Ông nói cũng phải. Áo này áo hộp á ông. Ôi bác mặc áo này đẹp lắm ạ. À. Đẹp là áo chứ. Dạ, còn đây là lá thư của con trai bác ạ. À. Sao? Có thư hả? Dạ. Cô quen thằng con trai tôi à? Dạ có quen ạ. À. Dạ cháu xin phép hai bác, cháu ra sau rửa mặt tí ạ. À. Dạ. Tôi đọc thư. Bố ơi, cô gái cầm lá thư này chính là thầy dạy học điêu khắc của con đó. Ông trưởng thôn ơi, cô gái này là thầy giáo của thằng con tôi. Tôi nghe rồi, tôi đọc thư. Bố nói hộ với chú trưởng thôn là ăn Tết xong con sẽ mời cô ấy về dạy bà con thôn ta tạc để đẽo đá. Ôi, xin hoan nghênh. Đưa. À. Bố ơi, con xin tiết lộ một bí mật. Bí mật gì thế ông Sơn? Ờ. Cô gái này là đối tượng của con, cũng là dâu tương lai của bố. Ôi, con dâu tương lai của tôi à. Ê, ông Trương Thông ơi, ui, cô gái này chính là... Là thì cái gì? Là con dâu của ông chứ đâu phải là đội xóa đói giảm nghèo. Ông Sơn ơi là ông Sơn. Ờ, làm sao mà ông qua lẩm cầm, khách nàng dâu là chính ở cô ta. Thư đã rõ ràng chẳng phải đâu xa, để tôi than khổ than nghèo cho uổng tâm. Cô ấy là đội xóa đói, vừa là nàng dâu, nàng dâu đội xóa đói cùng cả hai trong một người. Ông nói vậy có nghĩa là đội xóa đói giảm nghèo chính là cô ta, mà cô ta cũng chính là đội xóa đói giảm nghèo. Dạ thưa hai bác, đúng như thế ạ. À.
Cô... cô gì? Là cô dâu chứ. Là con dâu. Sao con không nói sớm? Dạ, cháu định nói từ đầu. Thế nhưng mà ngại quá. Với lại cháu sợ bác không tin ạ. Bác cháu gì ở đây? Là bố, là con chứ. Ông này. Dạ, bố ạ. À, con dâu của bố. Phải thế chứ. Tết này thôn mình vui lắm rồi. Cháu này. Dạ. Cháu là cô cán bộ xóa đói giảm nghèo tài giỏi của thôn ta. Là con dâu thảo hiền của thôn này. Cháu về, kiến thức dứt khoát sẽ về. Rồi đây thôn mình sẽ thoát nghèo. Thoát nghèo. Tôi, trưởng thôn Trần Chiến Trà, trịnh trọng tuyên bố ăn Tết xong, cả thôn sẽ khởi động. Chúng ta hãy sống bằng chính sức lao động của mình.